Xin chào nhà, rất vui vì em đã quay trở lại channel của mình cùng với Thôn Đẹp Beauty Mobile. Ok, tí nữa chơi nha. Ok, thì có một cái này ở trong clip này mà mình muốn chia sẻ đấy anh em nào biết rồi thì thôi nha, anh em nào chưa biết thì anh em mình có thể tham khảo xem. Thì hiện tại mình là anh em đều biết là tôi chơi rất nhiều chế độ tranh đoàn với cả ABC đúng không? Thì gần như là tôi chỉ thích chơi hai chế độ ấy thôi, và hai chế độ đấy thì anh em có thể sử dụng chuỗi điểm nhiều. Đó thì ok, ở đây thì mình sẽ có hai cái thẻ này này, là hai cái thẻ rất là hay dành cho hai chế độ này. Thì anh em đều biết rồi, thẻ máu lạnh thì anh em mình có thể chống cái sốc axi này, súng máy trực thăng các thứ nó sẽ không ngắm vào mình. Còn thẻ phục hồi nhanh này là khi anh em mình hạ gục một mạng thì mình sẽ được kích hoạt hiệu ứng hồi máu ngay lập tức luôn, thì nó sẽ gọi là hồi máu liên tục luôn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cái lý do mà mình lại so sánh hai cái thẻ này và mình nên lựa chọn cái thẻ nào ở trong cái mùa hiện tại này, ở trong cái meta hiện tại này thì mình nên sử dụng cái thẻ nào. Anh em đều biết là các mùa trước thì mình đều khuyên anh em sử dụng cái máu lạnh đúng không, nhưng mà bây giờ mình lại có thêm cái này thì mình muốn chia sẻ cho anh em cái điểm mạnh và cái lý do mà hiện tại nên chọn cái thẻ nào nhá. Ok không mọi người? Ok, bây giờ thì nó dành cho chế độ ABC với cả tranh đoạt thôi nha mọi người nha. Đặt bom thì mình sẽ sử dụng cái khác. Ok, bây giờ thì không nói nhiều nữa, mình sẽ bắt đầu với trận đấu luôn để mình cho anh em xem cái lý do và cái điểm mạnh của hai thằng này là gì. Ok, let's go. Ok, trận đấu bắt đầu luôn anh em ơi. Rồi nha, chúng ta sẽ bắt đầu trước với cả phục hồi nhanh nha. Cái thẻ này thì mình cũng đánh giá rất là hay, đặc biệt là cái meta mùa này. Úi dồi ôi, chưa đi vào trận đã cháy ở đây nhá. Để tôi xử lý, tôi bắn mấy mạng cho anh em xem này. Lên luôn. Kìa, ông đây đúng không? Úi dồi, ông bắn được ngay mà. Úi dồi, ông thứ hai đấy, hồi máu luôn chứ còn gì nữa. Không thế mà bắn thôi. Như nào, úi dồi, súng máy luôn này. Hợp lý thực sự. Như nào nhở? Khi mà anh em sử dụng cái thẻ phục hồi nhanh này, khi anh em hạ gục một mạng ấy thì nó sẽ hồi máu cho mình rất là nhiều. Là anh em mình có thể xử lý những cái mạng bắn liên tục luôn ấy. Anh có thể bắn liên tục luôn mà không sợ bị kiểu đuối máu, yếu máu nhá. Đó, rất là hay. Và trước đây ở cái mùa trước ấy, những vài mùa trước thì mình có khuyên anh em là sử dụng máu lạnh. Là tại sao? Bởi vì cái mùa trước là mùa của chữ nhỏ, mùa của sốc axi, mùa của súng máy, mùa của đủ thứ cả. Đấy, thì sử dụng máu lạnh nó sẽ rất là hợp lý, anh em thể counter hoàn toàn mình ấy luôn. Máy bay, súng máy, sốc axi không thể nào mà trách được mình nữa. Đó, nhưng mà cái mùa này mọi người có thể nhìn thấy không? Từ nhá, thôi, hồi máu luôn này. Em thấy không? Hồi phát gần đầy mình luôn. Được chưa? Chỉ cần hạ một mạng thôi là anh em thể hồi gần như là đầy mình luôn. Cái gì đấy? Còn ở mùa này mọi người đều biết là ở cái server VNG của anh em mình, anh em sử dụng chuỗi to rất là nhiều. Anh em sử dụng kiên trì, Viton, Napalm, xong rồi tên lửa, mưa tên lửa, các thứ rất là nhiều đúng không? Thế nên là cái máu lạnh coi như là nó không được gọi là quá ưa chuộng nữa rồi, nó không còn được quá hiệu quả nữa rồi. Thì theo mình đánh giá bây giờ ở thời điểm hay ở cái thời điểm hiện tại này, cái thẻ hồi phục nhanh từ từ nhá. Úi dồi ôi, ông vẫn cố bắn tôi này. Thẻ phục hồi nhanh thì bây giờ nó đang là hiệu quả nhất luôn đấy. Anh em tự tin bắn nhau luôn đấy. Tôi lại... đấy là cái điểm yếu đấy. Đấy là cái điểm yếu. Nhưng mà không nhiều đâu mọi người à. Không nhiều đâu mọi người. Đấy nhá, ok nhá. Nào tiếp tục. Đây rồi. Úi dồi ôi. Gọi cho nó ra này. Em bắn tiếp luôn. Tôi tự tin tôi đứng đây tôi bắn nhau luôn mà. Tôi hồi máu được mà. Thậm chí khi anh em mình làm thêm cái thẻ đỏ hồi phục nhanh nữa thì úi dồi ôi máu bất tử. Hồ máu luôn. Úi dồi. Làm gì không? Ông tiếp theo đâu? Ông tiếp theo. Được chưa? Tự tin luôn. Làm thêm cái súng máy nữa này. Ok đâu. Chó điên này trước mặt. Úi dồi ôi. Đấy, thế nên là cái thẻ máu lạnh thì mình đánh giá nó không được cao hiệu quả như ngày xưa nữa rồi. Mà bây giờ cái hiệu quả nhất có khi chính là cái thẻ này. Nếu mà xét riêng về ABC hoặc là tranh đoạt nhá, thì anh em dùng cái thẻ này nó rất là hợp lý luôn. Anh em có thể bắn nhau liên tục, anh em mình không cần phải đợi để hồi máu, mà chỉ cần hạ một mạng thôi. Hạ một mạng thôi, úi dồi ôi. Úi dồi, M13 mạnh thật đấy. Úi dồi, nào, úi dồi kìa. Anh bắn nhau, đang bắn nhau lại đi rơi xuống. Một cười thật ốc này. Cái ông này chả hiểu kiểu gì. Đang bắn nhau nghiêm túc thì ông rơi xuống là tôi không muốn bắn nữa. À đây rồi, ông thì đây rồi, không lên được đúng không? Không lên được đúng không? Ui, hay nhở, hợp lý nhở, anh em thấy không? Những cái pha tôi bắn nhau liên tục ấy. Ok, ông ra đây. Tôi cứ bắn trong một mạng là tôi chỉ cần khoảng 2 giây thôi. Đúng là 2 giây thôi là mình sẽ được hồi gần như đầy bình rồi. Là bắn nhau tiếp rồi, hợp lý thực sự. Thấy không? Tôi cực kỳ tự tin luôn. Cứ ra đấu túng thôi, cứ ra đấu nhau thôi. Bắn thắng một mạng thôi là bắn được tiếp người tiếp theo luôn. Không sợ đuổi máu. Ngon thế cơ mà. Hello anh em phát à, quên mất đấy. Không anh em bảo tôi chảnh là chết tôi nhá. Ra không chảnh đâu nhá mọi người.
mà anh em thấy hiệp một bắn được không? Làm phát hai quả súng mày. Bắn như thế thì anh em mình lại trả cho tôi một like đi. Lại cho tôi một like. Thôi được rồi nhá. Này nhá, bây giờ như thế này đi. Mọi người dừng clip lại. Mọi người xuống dưới, mọi người comment cho tôi một câu là hiện tại anh em mình đang dùng thẻ bổ trợ gì? Máu lại hay là hồi phục nhanh nha, để tôi biết cái tỷ lệ phát, tôi đánh giá môi trường phát xem thị trường nó đang như thế nào nhá. Ok không? Ok, comment xong rồi đúng không? Comment xong rồi chúng tôi bán hôm này này. Ông anh em nhìn này, úi úi chạy đi đúng không? Ok nhá, anh em nhớ comment nhá. Tôi không biết đấy. Đánh giá xếp hạng nữa. Úi cái gì đây? Ai bắn tôi? Này. Ok. Ok kìa. Trời dễ rơi thế nhở? Dễ rơi thực sự. Úi giời, đồng thế. Ui. Ui bắn hai được. Đây một ông này. Ui. Đấy thì nó cũng có cái giá của nó anh em, đấy là mình bị check mà, mình bị thằng AC nó check thì thôi chịu rồi. Nhưng mà anh em thấy không, cả trận vừa rồi là tôi chỉ bị giật điện đúng 2 lần. Ừ, nó không phải con số nhiều mọi người ạ, nó không phải con số nhiều nên mình thoải mái nhá. Nên dùng cái này hơn, ở hiện tại, thời điểm hiện tại thì mình đánh giá nên dùng cái này hơn mọi người ạ. Quái không, hế độ không được, mắt tôi còn rộng. Cái gì đây? Ôi dồi ôi, súng ruồi ạ, tôi cứ tưởng cái laser của đồng đội giết mình chứ, buồn cười. Ảo thật. Mình bắn không đi trước rồi, thế mà mình dẫn trước à, ảo thế đi không? Quái không, có thế đâu không? Thế đâu? Headshot luôn. Được chưa? Tiếp. Quái không, đây rồi, ôi dồi ôi. Này, tôi cứ cố đấy, chuyển cố bắn được không? Bây giờ là mình được hồi máu rồi. Cái này là dành cho những anh em thích đi tanh. Ừ, anh em nào đi tanh mà cứ dùng cái này thôi là giết hồi máu liên tục luôn. Phề vãi kiểu liên tục thôi. À, bắn đồng đội thôi. Hồi đầy máu luôn, hợp lý luôn. Trúng đấy. Úi dồi ôi. Thế là dở rồi đấy. Bắn như thế là dở rồi đấy mọi người ạ. Ok nhá, thôi được rồi. Đây thì sau trận này mình sẽ làm thêm một trận nữa khi mà mình sử dụng máu lại. Thì cho anh em xem liệu mình có chống được nhiều không nhỉ. Ủy đồng thế, úi dồi ôi, nào, hợp lý luôn, đấy, hồi máu, trời ơi, hợp lý. Xịt sò con bò đót. Chấp luôn rồi, trong này thắng được V-Tone trên đầu, 2 điểm, 1 mũi lan rồi. Thắng rồi, thôi, đẩy lên bản công hiến nốt luôn. Ở thế rồi không, thế rồi anh ạ. Thắng là có gì đúng không anh em, đúng không? Ok chưa? Sao lại position? Đấy chưa, mình cũng nói luôn là anh em thấy rồi đấy, VNG hiện tại là anh em mình đang sử dụng chuỗi to nhiều đúng không? Thế nên là mình đâu có sợ chuỗi nhỏ nữa đâu, mình đâu sợ sốc AC các thứ nữa đâu đúng không? Ôi, highlight này, được chưa? Hợp lý, ở kìa, bắn nốt đi. Được, cắt highlight chán thế. Trời ơi, bao nhiêu pha hay rồi, nó có nó đen luôn này, ơ kìa. Buồn cười, à đây rồi, à đây phát này 3 mạng. Đấy, ông nhảy này, được chưa, hay chưa? Ý hay thế này anh em không like cho tôi đúng buồn luôn. Ok nhá. Rồi xong trận này rồi đúng không? Mình sẽ đến với cả lắp lại thằng máu lạnh. Đây. Đấy, thẻ màu xanh này. Máu lạnh nha mọi người, ok không? Ok nhá, bây giờ thì không nói nhiều nữa, mình sẽ bắt đầu luôn với cả trận máu lạnh. Ok, let's go. Ok, máu lạnh nha anh em ơi. Máu sắc mít, ok nhá. Lên, quái không? Không quái cả, đây có người này, có người lại lừa. Ông đi đâu, tôi nhiều đạn nhá. Ui. Đã đuổi à? Ui, ôi chết mẹ rồi, hết đạn rồi. Và đấy là hết đạn rồi. Bắn gì nữa? Cày thế nhở? Ông Dinh Si hỏi chấm, ai lấy xe của tôi đây? Ông đúng không? Có phải ông không? Không phải ông thì tôi cũng bắn này. Có ý định nhăm nhe buồn cười. Cố lên mọi người. Thế nào? Thế máu lạnh này thì mình cũng một phần mình tự tin đi tanh nếu mà bên kia sử dụng chữa nhỏ nhiều, nhưng mà hiện tại thì không, mình cũng nói rồi là không, nên mình cứ thoải mái đi. Úi trời ơi, không biết là trận này có chống được nhiều không. Úi trời ơi, đấy thấy không, khi mà anh không dùng sử dụng nhanh ấy thì anh em mình hạ gục cũng sẽ không được hồi máu, thì gặp những cái pha như thế là mình xác định rồi, mình không có khả năng chống cự luôn á. Hiện tại thời điểm hiện tại thì tôi nói là có cái gì hay có cái gì ngon là cứ nói cho anh em. Úi trời ơi, trời ơi, đúng đời đông thế nhở. Anh em bên kia lấy thế rồi, có cái thế rồi, cứ đẩy lên thôi à. Từ, dưới này này. Ông bắn xong ông bỏ đi là được á. Ông buồn cười nhở. Ai hiểu cái gì, phải không? Có này, thế thôi. Buồn mơ 13, đúng mạnh rồi. Đúng là khi mà mình chơi lại thằng súng có mạnh thì mình bắn vẫn sướng mọi người. Bắn vẫn rất là phê luôn. Ai bắn tôi đây? Thì đấy, không nhìn thấy à? Ô, không nhìn thấy thật này. Một ông này, hai ông này. Ông vẫn không nhìn thấy này, ba ông luôn này. Hợp lý. Hợp lý. Nào, bắt đầu nhảy lên tạo bất ngờ này.
nhảy lên tạo sự bất ngờ. Hế lộ, úi dồi ôi, cái gì đây, cái gì vừa rồi, ui, ba người ba mạng của tôi đấy, tôi ơn cứu. Úi dồi ôi, ba mạng phí thực sự ạ. Quả đấy là tôi bình tĩnh hơn mà tôi né được quả vỡ lát đấy là tôi làm được cả ba đấy. Hai ông bị xích điện rồi, tôi bắn nốt ông còn lại thôi, đang gầm bom là hợp lý. Cày thực sự, cày thực sự, nhờ, nhờ, ông ta đây, ông ta đây. Hay, để nhá, tiếp tục này, lên trên này, ê, trời ơi, ông ấy cùng màu với bức tường, không nhìn thấy bức tường đâu luôn ấy, à không nhìn thấy ông ấy đâu luôn ấy. Đâu, ông bắn gì đây, đâu, đây rồi, tôi không thấy ông rồi, đâu nữa, đây đúng không, đây đúng không, đâu, đây đúng không, đùa tôi nhỉ. Đây nhá, tiếp tục xe này, bây giờ mới nhìn điện 71 rồi, kịp không ta? Cái xe nó vẫn được trích đấy, nhưng mà mình không kịp bắn rồi. Phí luôn cái xe, dở ơi dở ồn. Ui thua đậm thực sự ạ, trận này thua đậm thế. Trận này khó thế nhở. Cảm giác như mỗi mình bắn ấy. Có clip không xem á? Có nhá, có clip nhá. Có clip nhá, ZEZGOUBOV. Ok nhá. Ok, bài cũ đấy, cho quả bom lên đây này. Nhưng mà bây giờ mình có cái flash này. Đúng vậy, nên mình sẽ đẩy lên tự tin hơn. Đúng rồi, đúng rồi, thế nào. Cộng 60 viên cơ ơi. Ủa ơi ta tất cả ở đây luôn ạ. Bốn mạng rồi còn gì. Trời ơi, bắn sao đủ. Chơi gì đâu đây. À đây rồi, thấy rồi nhá, thấy rồi nhá. Xuống đây, xuống đây, mày xuống đây, mày chết chưa. Nhiều đạn khác bắn tự tin. Nhưng mà anh em thấy không, nãy giờ nhá, từ đầu trận đến bây giờ là mình chưa cần phải sử dụng đến cái thẻ máu lạnh để làm gì cả. Bởi vì bên kia ông chả dùng sốc axi, anh em thấy không, mưa tên lửa và laser các thứ đúng không. Nên mình chả cần gì mình phải dùng đến cả cái thẻ máu lạnh nữa cả. Không còn UAV, không có súng máy, trực thăng gì ở đây hết á. Đấy, chỉ là cái swarm kia thôi, cái swarm kia thì phải chuỗi to đúng không, mãi mới có chứ đâu phải là có luôn đâu. Đó, thế nên bây giờ cái thẻ phục hồi nhanh thôi là có thể hợp lý cực sự. Úi trời ơi, có thể rất là mạnh luôn đấy. Như thế nào, ông nào nữa. Từ nhá, đặt súng máy ở đây. Đấy, ok nhá. Chỗ này đúng không? Mấy ông ra đây bắn nhau với tôi này. Ôi, dưới chân đấy nhá. Thôi mà tỉnh táo thế nhở, sao cứ phải tỉnh táo được như vậy nhở, ảo thật đấy. À đây, nếu mà đi đường này thì mình sẽ móc lốp. Đúng vậy. Đâu nhở? À đây rồi. Thế luôn bạn nhá, ông thứ hai nhá, ông chạy đâu, chạy nhanh nhé. Chạy, ôi từ còn người nữa. À đây rồi, hợp lý. Hay à, bắn. Ok mà, nhưng mà cái máu lạnh thì lại không cần thiết nữa. Mình dùng cái này coi như mình phí mất một cái thẻ rồi anh em ạ. Còn nữa đúng không nhỉ? Đây này, thế đúng không? Đi ngay. Đâu nữa, đây này, chó này. Chết chó chưa, nhiều chủ này. Ok kìa. Ok kìa điêu. Vô lý. Sao có thể chuyện, có cái chuyện đấy xảy ra được nhỉ? Thua. Ui dạ, hai ông ơi, có FR bên kia bắn ghê phết. Úi dồi ôi, chả thù. Ôi ông ấy cứ đổi mạng liên tục ấy. Đổi mạng, úi dồi ôi, mạng tiếp tục này. Còn ông nữa, tôi nhìn thấy là còn ông nữa. Nào, đâu, đây rồi. Ông ra đây, bắn tay bo. Hợp lý ạ. Ui thề luôn, ba mạng rồi. Vẫn còn hai ông đang ngắm, đúng chịu. Sao bắn 5 được anh em. Sao bắn 5 được, trời ơi. Khó mức độ thôi chứ. Đâu, tiếp tục nào, quay lại chiến trường, đây rồi đúng không, đây này, đây, úi dồi ôi, thế rồi. Trời ơi, đời thì vui à nghe. Tôi thua rồi, trận này đến đây là thua rồi, kết thúc rồi mọi người ạ. Đấy, thì chỉ cái clip này mình chỉ muốn truyền tải đến cho anh em là hiện tại ở cái meta mùa này thì thực sự cái thẻ phục hồi nhanh nó sẽ tốt hơn, nó sẽ hợp lý hơn cái thẻ máu lạnh rất là nhiều. Cái thẻ máu lạnh coi như là xưa rồi, cũ rồi mọi người ạ. Nó không còn hiệu quả như xưa rồi, anh em thấy không? Cả trận này mình gần như mình không cần thiết những cái thẻ. Cái gì thế này, 3 mạng, 5 mạng, ôi. Ủa ơi, bảo sao thua. Không sao anh em ạ, không sao, trận này đen rồi, coi như anh em mình bị chốc thôi nhá. Không việc gì phải sợ, không việc gì phải buồn cả nhá mọi người nhá. Anh em luyện tập nhiều hơn. Đấy,
Quay lại vấn đề chính thì cái thẻ máu lạnh nó không còn hiệu quả như xưa nữa rồi, thì anh em mình nên chuyển qua cái phục hồi nhanh nha mọi người nha. Ok không mọi người? Ok thì rất cảm ơn anh em đã xem hết clip này của mình. Mà nếu mà anh em thấy clip mình nó hay, nó có ích thì đừng quên cho mình xin một like và một subscribe bên dưới nha, để mình có thêm nhiều động lực mình làm thêm nhiều clip nữa và truyền tải cho anh em thêm nhiều cái bổ ích nữa. Ok nha mọi người. Ok bây giờ thôi, lời cuối rồi. À, tạm biệt cả nhà nha.